6 căn nhà trọ và một căn nhà ở đằng trước thì đang ở Bình Chánh nha. Đường Nguyễn Hữu Chí Bình Chánh ngay chợ Đệm luôn. Đây, có hai con đường, đây là con đường đằng sau. Đó, và có một căn nhà đằng trước nữa nha. Đây căn nhà 6 căn phòng trọ chúng ta đây, dân cư rất là đông nữa quý vị. Xe hơi vô tới nhà. Đây 6 căn nhà phòng trọ đang cho thuê. Ở ngay chợ Đệm của Bình Chánh. Nguyễn Hữu Chí Bình Chánh nha. Thành phố Hồ Chí Minh. Có 6 căn phòng trọ và một căn nhà phía trước, lát quý vị sẽ quay. Đây, điển hình một căn phòng trọ này. Có phòng ở dưới này và nhà vệ sinh nha. Ở trên thì có gác lửng. Đó, nhiều anh chị rất là quan tâm về nhà trọ nha. Thì ở đây vừa có nhà trọ vừa có nhà ở luôn nha. Đây, đây là cái phòng phía trên này. Đó. Ở dưới thì có nhà vệ sinh. Ở dưới đây có nhà vệ sinh. Đó. Rồi tiếp tục quay căn nhà phía trong. Phía trong đây thì có một căn nhà. Hiện tại giấy trọ này đã cho thuê nha quý vị nha. Đó, ngay chỗ chợ Đệm Bình Chánh nha. Đất này đất Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đất thổ cư. Đó, phía sau có một căn nhà chủ đang ở. Đó, chỗ này là để nước này. Đó, phía sau này là căn nhà. Rồi phía trước có một con đường luôn, là đường Nguyễn Hữu Chí nha. Đó, đây phòng rất rộng. Rồi phía trên đây là nhà gồm một lầu nha. Phía trên đây có hai phòng, một phòng ở ngoài rất rộng và một phòng ngủ. Có một nhà vệ sinh bên ngoài. Đây là cái phòng ở ngoài này, có ban công phía trước luôn. Đó. Rồi đây quý vị ạ, này đây có phòng ngủ này. Và nếu quý vị quan tâm về cái dãy trọ này cũng như căn nhà này, hãy liên lạc với Huy để được đi xem. Đó, đang chào bán với giá là 6 tỷ. Nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like để được theo dõi những bất động sản sắp tới giúp Huy nha. Xin chào. Hãy cẩn thận với những tin đăng nhà đẹp giá rẻ nha quý vị nha. Nhà đẹp giá rẻ như vậy mà đăng có 500 triệu hoặc 600 triệu hoặc là 1 tỷ có nhà thì quý vị hãy cẩn thận. Vì những cái tin như vậy không phải là tin thật. Là giá như vậy cũng không phải thật luôn quý vị nha. Quý vị xem trên mạng người ta đăng rất nhiều căn nhà đẹp giá chỉ có vài trăm triệu. Đó là đăng ảo và lừa quý vị thôi. Một căn nhà 5 x 20, 2 lầu, 3 lầu như vậy xây dựng hết khoảng 2 tỷ đồng rồi. Chưa kể tiền chúng ta mua đất nên quý vị không có một căn nhà nào đẹp như vậy mà giá chỉ có mấy trăm triệu hoặc giá chỉ có 1 tỷ mấy là không có đâu quý vị nha. Người ta đăng để lừa quý vị. Dẫn quý vị đi xem căn nhà và xuống nơi thì người ta sẽ nói một cái giá cao hơn. Đó là cái chiêu trò của người ta. Nên quý vị hãy cẩn thận. Hoặc là người ta đăng một căn nhà rất đẹp, giá rất rẻ. Nhưng khi mà tới nơi thì người ta nói là đã bán rồi. Đây là cái chiêu trò để câu khách nha quý vị nha. Hãy cẩn thận với những cái chiêu trò này. Và hãy tìm những cái kênh thật sự và tin tưởng để quý vị có thể lựa chọn nha. Tại vì ở đây trên mạng này người ta đăng rất là nhiều những cái căn nhà giá rẻ nhưng mà xuống tới nơi thì không phải như vậy. Hoặc là đăng một nơi mà dẫn quý vị đi nơi khác, đó là những chiêu trò lừa đảo hiện nay. Nên quý vị hãy cẩn thận nha, cẩn thận lựa chọn cho chúng ta những cái thông tin xác thực nhất trước khi chúng ta đi coi nha. Hãy đăng ký kênh của Huy để nhận được những thông tin trung thực nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.